Chương trình đọc truyện đêm khuya của đài phát, đài phát thanh phát Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của đài phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 10 tiểu thuyết đóng rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang. Xin tấm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Khi chuẩn bị cho ngày khai trương, anh Pe Thừa nhận thấy căn gác đang thuê quá chật chội cho những dự kiến hoành tráng của mình. Tức tốc đi tìm ngay một nơi khác phù hợp hơn và may mắn đã đến giấy thừa. Vì thường xuyên kéo xe quanh hồ Tây nên anh Si biết được có một căn nhà cho thuê có vị trí rất thuận lợi cho bệnh nhân đến khám. Ngay sau khi hợp đồng thuê nhà được ký kết, anh Pe thừa gọi ngay đám thợ đến tân trang sơn phết lại ngôi nhà bằng nhiều màu sắc khác nhau, tạo một cảm giác vừa lạ lẫm khiêu gợi trí tưởng tượng cho bệnh nhân khi đối diện với hai thầy lang. Thừa dành gác trên phía ngoài mặt đường cho anh Si, còn cụ Điều ở gác trong nối giữa hai phòng là bếp vừa để nấu ăn vừa để sắc thuốc cho bệnh nhân. Còn Marie thì thuê một căn gác gần phòng khám cho tiện việc đi lại. Khi ông cụ điều đã thành thạo các động tác bắt mạch thăm khám, thừa tổ chức một buổi tổng diễn tập. Ngày chính thừa cũng không ngờ một cố nông như cụ điều lại có thể vào vai một thầy lang tốt đến như vậy qua cách ăn nói nhẹ nhàng, điềm đạm, qua cách bắt mạch và hỏi han bệnh tình. Anh Si và Mary cũng diễn rất tốt vai trò của mình trong bộ đồ trắng của ngành y. Hãy cùng bước vào phần 11 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang sẽ được giới thiệu trong chương trình đọc truyện đêm nay với nhiều chi tiết khá thú vị về tay thầy thuốc biệt anh Bè Thừa. Anh Thừa thấy mã người của chú béo, đẹp, tốt lão thì dùng làm cảnh cho phòng thuốc tức là phong cho chú làm cụ điều nhưng anh ra lệnh tuyệt đối là cấm cụ nói anh giao hẹn mấy kỷ luật như sau một là ông không được nói với người ốm về bệnh và về thuốc việc ấy đã có tôi với cô đốc hai là thấy ngày thường tôi với cô đốc nói năng cử chỉ với nhau thế nào ông không được đem về nhà quê mách với nhà tôi cô đốc là cố vấn của tôi không có cô ấy thì phòng thuốc này không có tôi sẽ đói ông cũng sẽ đói nhà tôi mà ra đây để phá tôi với cô đốc tức là phá phòng thuốc. Ba là ông đừng tò mò tung tích cô đốc. Cô ấy là ai, nghề nghiệp hay dở thế nào, ông không cần biết. Bốn là có ai hỏi về tôi hay về cô đốc, ông không được nói thật. Bất cứ với ai, tôi cũng không khoe về ông, như những lời trong quảng cáo. Thì ông cũng như những lời trong quảng cáo mà khoe về cô đốc với tôi. Anh định lương cho cụ bằng lương của anh Si là 12 đồng. Anh bảo thế là quá hậu rồi Vì anh Si phải kéo xe Và tán thuốc khó nhọc Còn cụ, cụ không có việc gì nặng Chỉ thỉnh thoảng làm phụ cho anh Si mà thôi Lúc tiếp khách Cụ mới cầm tay bệnh nhân Kiểu như xem mạch Và hỏi bệnh nhân ăn, ngủ, ỉa, đái thế nào Rồi im Ra dáng suy nghĩ Không được nói nửa lời khác Bây giờ anh Si không kéo xe Cho cái ỉnh con nữa anh làm hẳn phòng thuốc nhà giàu với anh thừa. Anh được trả công như trước là 12 đồng, tuy không có cơm nuôi, nhưng lấy cả 12 đồng. Như vậy là anh thiệt. Xong, anh thừa so sánh lương anh với lương cụ điều hai. Cụ điều hai là bậc gia chú, người quan trọng nhất của phòng thuốc nhà giàu, thì anh vui lòng ngay. Vì thấy anh đã thuộc kỷ luật, nhất là cái khoản không được tiết lộ bí mật nhà nghề, nên anh thừa không phải dặn dò nhiều. Mặc cả công xá cho người Pháp giúp việc xong. Anh thừa thải cho anh si cái áo tay cũ để ở nhà thì mặc như bác lon ton và mua cho anh một bộ quần áo trắng bóp. Cái nón lợp giải xanh và đôi xà cạp xanh để khi kéo xe cho cụ điều hai thì như cầu linh lệ. Anh thừa mai sắm cho cụ điều hai rất chững chạc. Chiếc khăn xếp, cặp kính trắng bộ quần áo chút bâu là phẳng nếp, cái áo đoạn quyền và đôi giày ban da láng bóng lộn. Cái áo gấm trong ảnh là cụ đã mượn cửa hiệu để mặc, chụp cho quay. Cụ điều thắng bộ giàu trong ra phết một vị tổng đốc tuần phủ tại chức. Anh thừa lại dạy cụ tập được cái dáng đi lừ lừ, đôi mắt nhìn xuống, chẳng nói chẳng rằng. Chính Marie hôm mới trông thấy cụ cũng phải lắc đầu lè lưỡi thầm thì với anh trong cụ phúc hậu nhưng mà giữ tướng nhỉ học được điều bộ trước cụ hai điều mới học nghề sau đó là theo cái bí quyết làm giàu bất di bất dịch của anh thừa anh đưa tiền cho cụ đến nhà một ông lang để nhờ xem mạch cụ đã quan sát ông ấy làm những gì nói những gì rồi về cụ tập dược nhiều lần với anh khi cụ đã thành thạo anh thừa làm cuộc tổng diễn tập cụ đều được ăn mặc đẹp được ngồi xe nhà cho anh lính lệ xi si kéo đi qua mặt anh thừa cụ được anh đứng dậy khúm núm thưa bẩm rất lễ phép không ngờ mình quá ra danh giá cụ điều hai đắc chí lắm từ ngót một tháng nay anh thừa chuẩn bị cái việc cho phòng thuốc nhà giàu khai trương đúng hẹn cái nhà anh thuê có nhiều buồn buồn ngay ở đường giàu và buồn đợi chính giữa buồn treo cái bảng bàn làm thuốc, đóng khung sơn son thép vàng. Nhiều ghế cho khách ngồi kê sát tường. Phía trên mỗi ghế có dán một tờ quảng cáo. Phía trên quảng cáo là những tấm vé lớn, những bộ máy hô hấp, bộ máy tuần hoàng, bộ máy tiêu hóa, dân dân là những tranh khoa học các trường dùng để dạy học sinh. Ngoài ra, có một số ảnh màu chụp phong cảnh Hàng Châu, phong cảnh Huế và phong cảnh Paris ở một góc buồn đợi có cái bàn nhỏ sơn trắng. Marie ngồi đó để tiếp khách. Tiếp khách có nghĩa là chài khách. Và sau khi biên tên tuổi và bệnh của khách vào một mảnh giấy vuông nhỏ gọi là phiếu, Marie hỏi khách xem muốn được ông trần hay cụ chứ không nói cả hai tiếng cụ đều hay cả hai người cùng xem cho thì ghi ký hiệu riêng vào phiếu rồi đưa anh si anh này cầm phiếu vào buồng thăm bệnh để úp mặt giấy lên bàn khi anh thừa ra làm việc thì lật ngửa chồng phiếu lại như vậy người ghi tên trước được mời vào trước buồng thăm bệnh nhỏ hơn buồng đợi buồng này không trang trí gì nhưng các tường và trần căng toàn vải màu đỏ màu đỏ để làm bệnh nhân ghê rợn tăng quy phong cho ông thầy màu đỏ cũng để ông thầy nhìn sắc mặt bệnh nhân mà đo ngay được trình độ bệnh chỉ có một cái bàn bầu dục phía trong bài hai chiếc ghế mây cho hai ông thầy và phía ngoài chiếc ghế bành cho bệnh nhân bệnh nhân được ngồi thoải mái đặt cổ tay lên cái gối bông nhỏ để ông thầy bắt mạch hôm tổng diễn tập thấy cụ điều hai đứng ngồi cầm tay và hỏi han bệnh nhân như một ông lan thật anh thừa khen mãi Cạnh buồn thăm bệnh là buồn gọi là buồn luận bệnh. Sau khi xem mạch kỹ lưỡng và hỏi hang bệnh nhân càng kẻ, thì hai ông thầy vào đấy để luận bệnh và bàn cách chữa. Buồn phát thuốc ở nhà trong, cách nhà ngoài một cái sân, trên có dàn thiên lý, qua thoang thoảng mùi thơm nhẹ. Đây mới là chỗ chính của Marie ngồi làm việc. Buồn không trang hoàng gì, chỉ có một cái gương lớn cho Marie soi. Khi được phòng luận bệnh cho giấy vào lấy bao nhiêu thứ thuốc gì thì Marie gối đủ để đưa cho bệnh nhân rồi thu tiền. Sát ngay buồn của Marie là buồn pha chế thuốc do anh si phụ trách. Pha chế và nghiền nhỏ biến những viên thuốc mà trước kia công ty của ông anh chưa bán hết rồi trộn với thuốc Tây cùng loại cũng đã được tán thành bột. Nếu khách muốn dùng thuốc nước thì anh Si đã cho sẵn nước cam thảo để quà những bột thuốc ấy vào nhưng khách muốn uống thuốc chén thì cụ điều hai tự tay bốc cho thang thuốc không khác gì thang thuốc ông lan bốc cho nhà nghèo nhưng phòng thuốc này chỉ chữa cho nhà giàu nên phải có gì đắt tiền vị này bí truyền cho nên nó được tán nhỏ biến gối riêng khi sắc phong mới quà giàu sự thật vị này là vị mà anh si nghiền tức là trộn ẩu tí thuốc bắc và thuốc tây cùng loại Gác nhà ngoài là chỗ ở của anh Thừa. Các nhà trong là chỗ ở của cụ Điền và anh Si. Hai gác thổi nốt chung ở bếp. Cạnh gác có cổng sau mở ra phố cầu gỗ. Anh Thừa tìm mãi mới được nhà thông ra hai phố, cho nên dù phải trả đắt một tí, anh không tiếc tiền. Marie vẫn ở nhà riêng trước cột đồng hồ. Ngoài bờ sông, có lẽ gần nhà mẹ. Nhưng sao vì anh thừa cần đến hắn luôn mà đi bộ thì mỗi chân đi xe thì xót tiền hắn thuê được cái gác cách phòng thuốc hai nhà tìm được chỗ như ý anh thừa mượn thợ quét vô vàng thẳm như nghệ hai tường đầu hồi mặt ra phố thì quét hẳn bằng sơn màu cát vàng vì vậy phòng thuốc nhà giàu gọi là nhà vàng bờ hồ nhưng không phải anh thừa chỉ trông mong vào tài nói phép của anh và của Marie mà hy vọng làm ăn vẫn được anh không biết thuốc chú anh không biết thuốc còn Marie anh cũng không tin hắn biết thuốc nốt nhiều lần anh bất chợt hỏi hắn về thuốc thấy hắn trả lời lúng túng nếu không lúng túng thì nói liều hoặc đánh trống lãng anh đoán rằng hắn chẳng học y tá ở nhà thương phu doãn ngày nào có lần anh giờ làm như không biết hỏi hắn đường xá trong nhà thương ấy thì thấy hắn toàn nói sai nhưng sai thì sai Mà tài quá Hắn nói rất trôi chảy Có một bận thôi Muốn biết đích xác giấy chứng nhận của thằng Tu là chứng nhận thật Hay chứng nhận dối Anh thừa lòe Marie để bắt nọn Hôm anh đến bảo nó Viết giấy chứng nhận rằng Anh đã chữa cho nó khỏi bệnh thiên trị Nó không dám từ chối Nó thấy anh ăn mặc quay Thì bắt tay và kéo ghế mời ngồi Gọi anh bằng ông nó xin anh rộng cho nó một điều là được dấu tên thật của nó và dấu bệnh thật của nó vì thấy lời ông xếp phó sở đường xá và nhà cửa có giá trị hơn lời của bệnh nhân cho nên anh bằng lòng và nó nói bệnh hiểm nghèo thì rồi mình muốn bịa là bệnh gì chẳng được viết xong giấy cho anh ý chừng muốn anh yên tâm là nó vẫn chứng nhận cho người khác như anh nó khoe rằng đã cấp cả cho em một tờ như vậy để em xin chân y tá ở nhà thương đồng thủy. Nói đoạn, anh tủm tỉm nhìn Marie như để chế nhạo con người bị lộ tẩy. Nhưng Marie không cười, trái lại, mặt hắn hầm hầm, chửi mãi thằng Tu Nô nói điêu, rồi hắn ôm mặt khóc. Đứa nào không biết thuốc mà nói dối là biết, thì chỉ đáng làm con chó ăn cứt. Anh không tin em, lại tin thằng điểu giả ấy à. Anh thừa thấy lời thề khá độc, thì chạm nọc. Tuy không lần nào anh hỏi nữa, nhưng anh vẫn tin rằng Marie không nói thật. Xong, cũng vì thế mà anh rất mừng. Mừng đối với anh, Marie vẫn còn lừa bịp thì chắc khi cộng tác với anh, hắn chẳng tha ai. Với nhan sắc xinh tươi này, và với mồm miệng bùa bãi này, thì vô khối thằng giàu hiếp mắt lại, hoặc nhắm mắt cho Marie sỏ mũi. Rồi đến đây, họ bị cái quy phong và cái im lặng của cụ điều lẫm liệt nó thôi miên thì có là thánh cũng chẳng thoát nổi tai nạn nhưng không phải khách chỉ phải lòng mặt mari và tinh hống cụ điều hai mà đủ cho họ phải bỏ tiền ra họ phải có thuốc chứ việc cho bệnh nhân thuốc anh thừa tự nhận trách nhiệm của mình từ ngày còn ở đồng đăng nể ông sơ mà đọc báo anh đã nhìn thấy nhiều số có đăng những bài thuốc kinh nghiệm. Anh tìm mua những tờ ấy, các những bài ấy rồi giao cho Marie. Đó là sự nghiệp của anh. Trong thời gian du học ở bên tàu, anh nghiên cứu nhiều bài thuốc gia truyền của người mình. Anh dùng những bài ấy để thí nghiệm chữa bệnh và đã sửa đổi một vài vị cho thật công hiệu. Cho nên anh đã đề ra những bài thuốc kinh nghiệm đăng lên báo cho quốc dân dùng. Nay anh muốn xuất bản nhưng vì không phải là văn sĩ nên nhiều câu đặt chưa trôi chảy. Em là người có đầu óc thích thơ. Chắc là biết viết gọn hơn anh. Vậy em sửa lại lời văn cho anh. Câu nào nên bớt thế nào? Tùy em được tự tiện. Marie vui thích hỏi. Thế khi in ra sách, anh có cho em đứng tên là sang nhuận hay không? Anh thừa cười. Anh làm việc này không cần cầu danh, cũng không phải cầu lợi. Nếu em xét là cần Thì cả hai người chúng ta Cùng đứng tên là soạn giả Anh cũng bằng lòng Marie sung sướng nói Tăng giá trị cho em là tăng giá trị cho phòng thuốc nhà giàu Độc giả An Nam sẽ càng tin sách thuốc này có toàn bài hay Vì thấy có cả người Pháp nghiên cứu kinh nghiệm Marie đem những mảnh báo về Xóa bớt những tiếng thì mà cho khỏi rùng rà Đặt lại một vài câu cho khác đi để gọi là có công phu sửa chữa. Anh thừa thuê đánh máy, bài thuốc kinh nghiệm ra nhiều bản. Anh chưa đem in, nhưng hãy đóng thành sách, đặt lại tên là truyền thuốc bí truyền. Tập truyền thuyết bí truyền chỉ dùng làm quảng cáo cho hai soạn giả thôi. Một bản bài ở buồn đợi cho khách nhìn thấy, một bản bài trên bàn tiếp khách của Marie cho hắn khoe tài. Một bản bài trong buồn thăm bệnh để lòe người ốm một bản bài ở buồn phát thuốc của Marie để làm quyền tác giả. Còn hai bản, một bản cất kính trong buồn luận bệnh và một bản trong buồn cân thuốc của cụ Điều để dùng vào việc quan trọng nhất. Sau khi ông Trần hoặc cụ Điều Hai hoặc cả hai người bắt mạch kỹ càng và hỏi hang tỉ mỹ người ốm thì cùng vào buồn luận bệnh. Luận bệnh tức là mở cuốn truyền thuốc, bí truyền ra xem đơn chép trong bài thuốc có những vị gì, gì thì nếu người khách yêu cầu uống thuốc kén, cụ đều cân yên nguyên như thế. Và cố nhiên, thang thuốc có kèm thêm gói bột, vị đặc biệt của phòng thuốc nhà giàu bán cho bệnh nhân nhà giàu. Hôm phòng thuốc nhà giàu khai trương, Marie đánh phấn hồng, môi môi son, đội mũ trắng, mặc áo tròn trắng, ngồi ở buồn đợi. Anh thừa đội mũ cát két, mặc áo cổ đứng, đeo kính trắng, chờ ở buồng thăm bệnh. Cụ điều hai cũng ăn mặc kiểu cụ lớn, đi bách bộ trên gác quanh giường cụ nằm. Ba người không khác gì những chai đóng kịch, chờ sân khấu có khách là ra trò. Nhưng ác một nỗi là diễn viên thạo nghề đã về công luyện tập. Nhưng rạp hát không có ai đến xem. Chờ tiếp khách yết ở biển, buổi sáng từ 8 giờ đến 10 giờ, buổi chiều từ 3 giờ đến 5 giờ, nhưng sáng hôm ấy, gần đến 10 giờ rồi, không có một người nào vào xin thăm bệnh. Marie có vẻ sốt ruột, không hiểu vì sao những người quen hẹn đến mà không đến. Hắn đã nghi ngờ những bạn bị bài thận và bị phong tích của hắn nói vừa. Hắn đã nghi ngờ cả hắn, cổ động không thành công. Nhưng anh thừa vẫn bình tĩnh như thường. Chiều hôm ấy, anh quyết định không tiếp bệnh nhân. Anh bảo anh Si ngồi ở buồn đợi. Hãy có khách thì nói với họ sáng mai hãy đến. Lý do là ông Trần đi Hải Phòng từ sáng sớm. Chữa biến chứng nguy cấp cho ông Bạch Thái bưởi bị bán thân bất tội. Cụ điều thì vừa được quan thiếu Hà Đông cho ô tô mời vào trong ấy chữa cho cô Lan hay lượm buồn nôn. Còn cô Đốc Marie, cô phải đi làm thuốc cho ba đám ở xa, đến tối mới về được nhưng anh si thuộc lòng bài học ấy mà không được đọc với ai một lần nào vì cũng như buổi sáng nhà vàng bờ hồ mở cửa ra chỉ để gió thu phủ lượt bụi vào bàn ghế để cứu vãn tình hình bất lợi này chiều hôm ấy marie hỏi ý kiến cụ điều và anh si hắn tỏ vẻ lo lắng nói rằng đã hết sức đi cổ động các nơi quen biết rồi anh si cũng kể công mình đã đưa quảng cáo đến khắp các phố đông người cụ hai điều nhiều tuổi hơn nên khôn ngoan hơn cụ suy bụng ta ra bụng người để tìm ra vì đâu phòng thuốc chưa có khách đến bụng cụ từ thuở bé đến giờ chỉ chứa có loại thảo mộc nó thèm loại cầm thú vì vậy cụ phát biểu chẳng biết ở hà nội thế nào nhưng cứ ở nhà quê chúng tôi hãy định làm việc gì mà không mời người ta chán một bữa thì đâu có thành. Tôi khuyên ông Trần nên làm bữa tiệc mời khách khứa đến chứng kiến phòng thuốc nhà giàu khai trương. Anh Thừa bật cười chế nhạo cụ. Ông thì chỉ ngậm miệng mới ăn tiền. Chứ nói ra là mất tiền. Tôi mà nghe ông á, thì tôi mấy chục đồng bạc. Để cho một lũ khỏe như giam, chúng đó đến phá hại. Những đồ này trời đánh cũng không chết. Có bao giờ phải dắt mặt đến phòng thuốc của mình. Mà dù chúng có ốm, thì cũng mang xác đến nhờ xem bệnh trạc, xin thuốc trạc, Chớ chịu suy cho mình đồng xu nào. Giả lại giá tôi có thiện nghĩ, mà nghe ông xu dạy, thì ông làm một, tôi là hai, nhất định hai người không dự. Cô đốc sẽ đại diện cho phòng thuốc, làm chủ bữa tiệc. Vì cô Thảo giao thiệp, ông với tôi mà ló mặt ra, thì người ta coi thường. Gần chùa gọi buộc bằng anh. Phải nói dối là cụ điều với ông y sĩ vừa được mời đi chữa bệnh ở tỉnh xa không kịp về. Marie tủng tiểm, nhưng cụ hai điều thở dài. Anh thừa tiếp. Nếu bữa đầu mà chúng ta có đông khách ngay thì tốt thật. Nhưng hãy hỏi, từ xưa tới nay, có hàng nào mới mở hàng mà có đông khách hay không? Cho nên chúng ta phải coi đây là một sự bình thường. Dần dần phòng thuốc sẽ có khách. Chúng ta mong sao khách đến một ngày một đông, chứ không mong buổi đầu đông khách, rồi một ngày một vắng. Chúng ta không nên thấy ế hàng mà đã dội nao núng. Hôm nay là ngày Tết, đáng lẽ chúng ta uống rượu trong trăng. Thì sao chúng ta lại buồn? Chúng ta cũng phải vui chung với thiên hạ. Anh Thừa đã có ý định, nhưng vì muốn giữ sĩ diện với mọi người nên không tiện nói ra. Anh muốn có một việc bất thường sẽ diễn ra trước phòng thuốc nhà giàu cho mọi người đồng nhau và cho báo đăng vào một thời sự quảng cáo không công cho anh anh đưa anh Si 10 đồng bạc lên hàng ngang mua pháo Dương Tường Thành chính hiệu để treo giải múa sư tử. Bốn trang pháo dài được buộc vào bốn đầu chiếc xào, buông từ trên cao xuống đất, quay bốn bên một gói tiền năm đồng cũng treo lên tận cao. Một chậu thao đầy nước đặt trước trên mặt đất, phía dưới giải thưởng. Sửa soạn xong, anh thừa rủ cụ điều hai và anh si lên gác ngoài, rồi sau cửa sổ nhìn ra đường một đám rước sư tử sắp tới đi đầu là năm lá cờ dọc bằng lụa năm màu bay phần phật rồi đến đuốc và đèn đuốc nứa được tắm vào quả cháy ngùn ngục đèn cá rập rình mang và dây đèn thiềm thừ há miệng đớp đớp đèn mặt trăng sôi như con trong chóng ánh nến đỏ như nổi lềnh đền trên ánh trăng xanh độ một chục ta du cung mặt đỏ ga vì rượu bảo vệ cho đám rước vừa đi vừa múa chiếc cung lớn dài độ một sải người nào cũng mặc lối xì thẩu quần thăm quần xà cạp trắng áo thăm bỏ trong quần đồi khăn bịt đầu thăm để chùm xuống tầng dai họ quấn quanh lường chiếc thắt lưng xanh hoặc đỏ hai người xì mẫu đi sau cùng mặc đẹp hơn họ có gài giữa ngực cái hoa tết bằng lụa lòng thòng cái dải dài bay bay sang hai bên họ không cầm cung chắc là họ biết võ tàu thạo môn đánh quyền cụ hai điều được hưởng tết trung thu lần đầu tiên ở hà nội thấy bọn du côn sát khí đặng đằng cụ tặc lưỡi đầu sư tử to bằng cái bồ hạng trung mắt hơi lớn như hai quả trứng gà trong có đèn điện pin thỉnh thoảng lại lóe sáng người đội cái đầu giấy chỉ thò ra ngoài có hai ống quần gọn trong xà gạp, sặc sỡ hắn múa theo nhịp trống và hất cái hàm dưới có râu bạc dài để đớp dần hòn ngọc bằng giấy giữ trước mặt. Người múa đôi cũng không kém hoạt động. Hắn cầm tráng giải màu đỏ tung lên hạ xuống và cũng theo nhịp trống, nhảy bên phải, nhảy bên trái. Chiếc trống cái và chiếc thanh la lớn được để trên xe bò tết lá nhãn theo dòng cổng uống bằng tàu dừa. Một người như nhảy lên để nền dùi vào mặt trống cho mạnh một người ngồi trên thành xe, giang thẳng cánh để đập thanh la cho điều. Anh suy si nhìn thấy ở lòng xe bò có thò ra những đầu bó đuốc trữ sẵn để đốt tiếp thì mắt cụ điều. Thế nào ở dưới, được đuốc cũng có vô số sẻn, cuốc, gậy sắt với sà ben. Họ lấy nê rước sư tử để gây sự, đánh nhau với bọn không cùng cánh với họ. Anh thừa cười, nhưng họ có bị thương, mình cũng không hy vọng gì vì họ không phải là nhà giàu Cô đều có ý trách anh thừa Treo giải làm gì cho họ đánh nhau Anh thừa cười Nói thực ý mình Để xem cho đỡ buồn Nếu xảy ra đánh nhau trước cửa nhà mình Thì thế nào mai bác cũng đăng Tôi chỉ cần bỏ tiền ra Để báo nhắc đến bốn chữ Phòng thuốc nhà giàu quảng cáo cho mình Thấy đám rước đến nơi Anh thừa vào Anh si chăm đốt bánh pháo ngắn Dứt ra giữa đường Biết hiệu mời lấy giải đám rước dừng lại. Bọn xì thẩu cầm ngang cung, chắn hai bên hè nhà phòng thuốc nhà giàu để dẹp chỗ cho sư tử múa. Trước hết, theo dịp trống rung dồn từng hồi, cái đầu bằng giấy đứng vào giữa, nó tiến lên gật gật, cúi rạp xuống đất, rung rung bộ râu, rồi lui, rồi lại tiến và gật gật. Lễ xong nó bắt đầu múa, đầu sư tử nâng lên cao, quay bên phải, quay bên trái, dáng điệu quay hùng tràn nhạc buộc ở chân người múa kêu lẹn sẻn cụ điều được thấy cảnh lạ mắt thì thích lắm cụ khen sư tử gãi đẹp múa khéo nhại nhót nhanh nhẹn trước khi lấy giải con vật còn phải trổ một tài nữa là phải uống cho cạn chầu nước đầy đặt ở đó cụ điều chú ý nhìn cái đầu gục xuống thau rồi ngẩng ngửa lên trời lắc lắc như để nuốt mỗi lần như vậy nước trong chậu Dở đi một ít Cụ lo ngại cho người múa đến phải dở bụng về nước. Nhưng anh thừa trỏ cho cụ nhìn rõ, thì cụ thấy rằng sư tử cũng biết lừa bịp. Mỗi lần đầu nó che lắp cái chậu, thì có cánh tay nhúng khăn mặt lớn vào rồi luồn khéo ra đằng sau cho người cầm đuôi lén dắt hết nước đi. À, sư tử đáy bẫy! Ông đội xếp ơi, sư tử đáy đường, bốn hào phạt! Trẻ con vỗ tay reo lên như thế nhưng sư tử không làm việc phi pháp nên không sợ đồ xếp chỉ một thoáng thao nước cạn hết thế là bắt đầu lấy giải anh si đốt bốn tràng pháo dài cùng một lúc tiếng lạch tạch nổ gian khói đặc ngùn ngụt lửa bắn tứ tung nhưng ông chúa sơn lâm cứ lăn xả vào nơi nguy hiểm vì treo tiền ở trên cao bọn xì thẩu phải đứng lên da nhau làm thang cho sư tử trèo giữa lúc ấy có đám rước nữa thùng thình kéo tới. Đám này không đi thẳng mà dừng lại trước phòng thuốc nhà giàu. Anh Si đón ngay. Thế nào cũng đánh nhau. Hẳn đây là cánh sầm công với cánh ngõ trạm. Hai cánh này vẫn thường hầm hề nhau. Nay mới có dịp trị nhau. Quả nhiên, bọn đương lấy giải. Bỏ cái đầu giấy cầm cung ra giữa đường. Thế nào? Các bậc đàn anh muốn đỏ cung phóng. Thế là đường phố trở thành chiến trường. Tiếng gỗ đập chan chát. Tiếng sắt kêu chen chen. Nãy tia lửa, người xem chạy tán loạn. Cụ điều khiếp đảm, nổi trong ngực, không dám nhìn trận quyết chiến. Cụ bảo anh si. Hay vì cái trò giết nhau vì đồng tiền này? Cụ muốn hưởng cái gì thật thà và dịu dàng hơn của tết trung thu? Anh si rủ cụ đi phố. Cụ mặc thêm áo dài nhưng vẫn để đầu trần. Cụ sợ đến chỗ vắng như ở bảy lầy bụi rậm sau chợ hàng gia. Lỡ ra kẻ cắp giật mất khăn Giá bọn nhà thổ ở hạng mạnh Ở nhà yên thái Hay trật khăn khách đi đường Để bắt người ta phải vào Kính thưa quý vị và các bạn Để nâng thêm giá trị của tai nghề Cùng sự am hiểu các vị thuốc Anh bè thuê đánh máy tập bài thuốc kinh nghiệm Ra nhiều bản Đóng thành tập và đặt một cái tên thật kêu Truyền thuốc bí truyền Tập thuốc bí truyền này Được lưu hành tại phòng khám Nhằm lòe mắt các bệnh nhân và cho ba người phục vụ đọc lúc rảnh rỗi để nâng cao chuyên môn. Điều mà anh Be thừa không ngờ đến hơn hết là vào ngày khai trương không có một bóng người đến phòng khám dù các diễn viên đã khăn áo chỉnh tề vào gia diện của mình. đến giờ ăn trưa bốn người cùng ngồi lại để tìm cách tháo gỡ cho thất bại này. anh thừa quyết định đóng cửa không tiếp bệnh vào buổi chiều với lý do đi hải phòng lấy thuốc. Marie thông báo sẽ đi đến những chỗ quen biết cổ động giới thiệu cho phòng khám cụ điều lớn tuổi hơn, khôn ngoan hơn nên đã đưa ra một đề nghị táo bạo. Lấy kinh nghiệm những lần đi ăn cổ khai trương ở quê, cụ khuyên ông Trần nên làm một bữa tiệc mời quan khách đến chứng kiến phòng thuốc nhà giàu khai trương. Ban đầu thừa cười nhạo cho ý tưởng tốn hao tiền bạc ấy, nhưng rồi ngẫm lại anh thấy lời khuyên của cụ điều rất đúng. Ngoài việc giao cho cô đốc Marie đại diện cho phòng khám làm chủ tiệc, thừa còn mở hầu bao đưa cho anh Si 10 đồng để lên phố hàng ngang mua ngay bốn dây pháo dài buộc tiền vào đó để treo giải cho đội múa sư tử trong lúc mọi người gấp rút lao vào việc mới được giao thì anh ba thừa âm thầm tìm thuê một phóng viên viết một sự kiện bất ngờ đã xảy ra trong ngày khai trương phòng thuốc cho mọi người sẽ truyền miệng nhau đồn thổi và quảng cáo không công cho anh ta sự kiện bất ngờ trong ngày khai trương mà tay phóng viên đã tạo ra là gì liệu đây có là một cú lừa dân chúng nữa hay không Xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe phần 12 tiểu thuyết Đóng rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang vào chương trình đọc truyện đêm mai để từng bước tìm lời giải đáp. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.